Cô chào các con. Hôm nay các con sẽ học môn kỹ thuật lớp 5. Bài các con sẽ học đó là bài thêu dấu nhân. Mục tiêu của bài này, các con biết cách thêu dấu nhân. Thêu được mũi thêu dấu nhân đúng kỹ thuật, đúng quy trình, các con sẽ yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được. Khi học bài này, con chuẩn bị vật liệu và dụng cụ. Vật liệu và dụng cụ là một mảnh vải hình chữ nhật có kích thước 10 x 15 cm, chỉ thêu khác màu vải, kim thêu, hạt kim khâu, phấn vạch, hạt bút chì, thước kẻ, kéo. Bài này có 3 hoạt động chính. Thứ nhất là các con quan sát mẫu và nhận xét mẫu. Thứ hai là cô sẽ hướng dẫn thao tác kỹ thuật. Thứ ba là các con sẽ đánh giá sản phẩm. Đầu tiên, các con sẽ quan sát nhận xét mẫu. Bây giờ các con nhìn lên màn hình, các con quan sát mẫu cho cô. Đây là người ta đã thêu dấu nhân, mặt phải của đường thêu. Thêu dấu nhân là cách thêu để tạo thành các mũi thêu giống nhau như dấu nhân, nối nhau liên tiếp giữa hai đường thẳng song song ở mặt phải đường thêu. Các dấu nhân này con, các con quan sát mặt trái của đường thêu. Mặt trái của đường thêu là giống như các mũi thêu, giống như là mình khâu thường đó các con, các mũi khâu thường. Nhưng mà ở mũi khâu thường thì các mũi khâu cách đều, nhưng đây không cách đều nhưng mà vẫn nằm trên một đường thẳng. Trước khi vào bài, cô hướng dẫn thao tác kỹ thuật. Muốn thêu được, các con phải có quy trình thực hiện. Quy trình thực hiện thứ nhất là vạch dấu đường thêu dấu nhân. Thứ hai là thêu dấu nhân theo đường vạch dấu. Các con nhìn lên màn hình, cô sẽ hướng dẫn. Thứ nhất là vạch dấu đường thêu dấu nhân. Vạch dấu hai đường thẳng song song cách nhau 1 cm trên mặt phải của vải. Rồi các con sẽ vạch dấu các điểm từ phải sang trái. Từ phải sang trái các con tính vào 2 cm. Điểm A và A phải cách mét vải khoảng 2 cm này các con. Các con chấm các điểm trên hai đường thẳng. Đây là đường thẳng thứ nhất, mình cho là điểm A, B, C, D, E. Và đường thêu thứ hai, đây là A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy và E phẩy. Đầu quy trình thêu các con quan sát nhé. Thêu từ phải sang trái. Các con sẽ lên kim tại điểm B phẩy trên đường thêu thứ hai. Đây nè, các con sẽ lên kim tại điểm B phẩy trên đường thêu thứ hai. Rút, sau đó các con rút chỉ sát vào mặt vải, mặt sâu của vải. Các con sẽ rút chỉ sát, rút chỉ chỉ nằm sát vào mặt sâu của vải.
Rồi bắt đầu các con sẽ chuyển kim sang đường dấu thứ nhất. Chuyển kim sang đường dấu thứ nhất tại điểm A. Mũi kim hướng sang trái lên điểm B. Đây, mũi kim sẽ hướng sang trái lên điểm B. Rồi sau đó các con sẽ rút chỉ lên. Các con sẽ rút chỉ lên. Đó. Chúng ta được nửa mũi thiêu. Được nửa mũi thiêu thứ nhất. Rồi bắt đầu các con sẽ chuyển kim vào đường dấu thứ hai. Các con sẽ chuyển kim vào đường dấu đường thứ hai này. Xuống kim tại điểm A phẩy. Các con bắt đầu xuống kim tại điểm A phẩy. Mũi kim sẽ hướng sang trái. Các con lên kim tại điểm sơ phẩy. Rồi các con sẽ rút chỉ. Ta sẽ được một mũi thiêu tạo thành dấu nhân. Đó là mũi thiêu một dấu nhân này các con. Đó là mũi thiêu thứ nhất là một dấu nhân. Bắt đầu ta thiêu mũi thiêu thứ hai. Chuyển kim sang đường dấu thứ nhất. Ta xuống kim tại điểm B. Mũi kim sẽ hướng sang điểm C. Mũi kim sẽ hướng sang bên trái điểm C. Rút chỉ lên. Ta được mũi thiêu thứ nửa mũi thiêu thứ nhất thứ hai. Rút chỉ lên ta sẽ được nửa mũi thiêu thứ hai. Rồi thiêu mũi thiêu thứ hai, chuyển kim sang đường dấu thứ nhất. Đầu ta chuyển kim xuống đường dấu thứ hai và xuống kim tại điểm B phẩy. Mũi kim chuyển sang bên trái của điểm D phẩy. Rút chỉ lên ta được mũi thiêu thứ hai. Mũi thiêu thứ hai là được hai dấu nhân đó các con ha. Giống như các mũi thiêu thứ nhất thứ hai, thiêu như vậy cho đến hết đường vạch dấu. Các con sẽ chuyển kim xuống điểm xuống đường thứ nhất tại điểm C và chuyển kim qua sang trái điểm D, lên kim tại điểm D. Rút chỉ. Các con sẽ tiếp tục chuyển kim xuống tại điểm sơ phẩy của đường dấu thứ hai và mũi kim sẽ sang bên trái của điểm E phẩy đường dấu thứ hai. Rồi ta được mũi thiêu thứ ba. Tiếp tục xuống kim tại điểm D của đường dấu thứ nhất và mũi kim chuyển sang điểm E bên trái của đường dấu thứ nhất. Kéo. Rồi các con sẽ rút chỉ lên được nửa điểm thiêu. Sau đó các con xuống kim tại điểm D phẩy của đường dấu thứ hai và mũi kim sang đường dấu thứ hai bên cạnh điểm E phẩy. Rồi kết thúc đường thiêu, các con xuống kim tại điểm E phẩy. Các con xuống kim tại điểm E phẩy.
các con sẽ lọc vải bên trái lên trên, các con sẽ nút chỉ cuối đường thêu. Đó là mặt trái của vải đó các con. Các con sẽ nút chỉ của đường thêu là các con gút chỉ đó. Cô đã hướng dẫn thao tác kỹ thuật, đánh giá sản phẩm, các tiêu chí các con sẽ đánh giá sản phẩm của mình. Thứ nhất là thêu được các mũi thêu dấu nhân, thêu hai đường vạch dấu. Thứ hai là các mũi thêu dấu nhân bằng nhau. Thứ ba là đường thêu không bị dính hoặc là dính lại. Cô, bây giờ cô sẽ chốt lại bài, các con ghi nhớ nhé. Thêu giống nhân là cách thêu để tạo thành các mũi thêu giống như giống nhân, nối nhau liên tiếp giữa hai đường thẳng song song ở mặt phải đường thêu. Thứ hai, thêu giống nhân theo chiều từ phải sang trái. Các mũi thêu được thực hiện luân phiên theo hai đường vạch dấu song song. Bài học đến đây đã kết thúc. Cô cảm ơn các con đã lắng nghe theo dõi cô thực hành. Các con nhớ thực hành và gửi sản phẩm cho cô nhé.